Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Club và quay trở lại với video của em Huyền sau phiên giao dịch ngày 20 tháng 2 này nhé. Thì trong cái video này em Huyền sẽ đem đến cho anh chị hai mã cổ phiếu tiềm năng mà em đánh giá là chúng ta sẽ kỳ vọng đây là vùng chân sóng để mà ăn được chọn cái con sóng của hai mã cổ phiếu này. Thì chúng ta đang có cái tín hiệu mua đối với hai cổ phiếu này về chỉ báo của Ichimoku. Thế mình chia sẻ cho anh chị để anh chị có thêm những cái mã cổ phiếu để đưa vào list danh mục theo dõi, cũng có thêm cái cơ hội để đầu tư trong giai đoạn thị trường vẫn đang có nhiều kỳ vọng như thế này. Thị trường hiện tại thì vẫn tiếp tục tăng hướng về những cái vùng giá mục tiêu 1250, thậm chí là 1260. Tuy nhiên, chúng ta cần phải mua những cái mã cổ phiếu nào? Chúng ta nên đi theo cái chiến lược giao dịch như thế nào? Thế mình sẽ chia sẻ cho anh chị cái video này cũng như là phân tích rõ về hai mã cổ phiếu đó là DXG và GEX. Đa số quý anh chị nhà đầu tư thì có một vài anh chị nhà đầu tư đang quan tâm về cái mã cổ phiếu DXG và GEX này, thì em làm một cái video để mà chia sẻ cho anh chị những cái nhận định, những cái quan điểm của em dựa trên chỉ báo của Ichimoku. Thì rất mong là cái video chia sẻ trong video sẽ đem đến những cái góc nhìn tham khảo thêm cho anh chị trong cái thời điểm thị trường nó vẫn đang tích cực như thế này anh chị nhé. Ok, quý anh chị mình đang theo dõi video thì vui lòng để lại cho em Huyền một nút like này, một đăng ký kênh và thả cho em những trái tim màu tím ở phần comment ạ. Nếu quý anh chị mình chưa có người hỗ trợ đồng hành cùng mình trên chặng đường đầu tư thì đừng chần chừ nữa, liên hệ ngay với em theo số điện thoại trên màn hình để mà em Huyền có thể hỗ trợ cho anh chị vào ngay room VIP anh chị ha. Trong room VIP thì sẽ có những cái tín hiệu tham gia rõ ràng cụ thể cho anh chị. Anh chị thấy là thời gian vừa rồi chúng ta có những cái mã cổ phiếu Benny chạy thì có những cái mã cổ phiếu Benny như là VC2, HCD đúng không ạ? Và những cái mã cổ phiếu Midcap trong thời gian này thì chúng ta thấy là những cái mã cổ phiếu nhóm trứng thì nó cũng đang có những cái tín hiệu rục rịch chạy rồi. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn sẽ ăn được cái con sóng cũng như là sẽ có được cái lợi nhuận khá tốt khi mà anh chị tham gia cùng với em Huyền cũng như là vào cái room tín hiệu của em Huyền. Nên nếu mình chưa có người hỗ trợ đồng hành thì liên hệ ngay với em mở tài khoản tại công ty chứng khoán VBS. ID của em Huyền là BCUW anh chị nha. Nếu mình giao dịch tại bất kỳ công ty chứng khoán nào khác mà không có người hỗ trợ thì khá tiếc, bởi vì phí giao dịch thì cũng sẽ đều mất như nhau. Nhưng mà anh chị sẽ được về với VBS thì anh chị sẽ được em Huyền hỗ trợ thêm, sẽ được vào room tín hiệu của em và đặc biệt là vào thêm một cái room tín hiệu VIP của câu lạc bộ ITB nữa đấy. Nên là chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội đầu tư hơn, có nhiều cái chiến lược phù hợp anh chị ha. Ok, thì trước khi đi vào hai cái mã cổ phiếu này, em Huyền sẽ chia sẻ với anh chị về thị trường trước nhé. Đối với thị trường của chúng ta trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì vẫn đang khá tích cực, tiếp tục tăng lên 5 điểm ngày hôm nay và đóng cửa vùng giá 1230. Chỉ còn có 20 điểm nữa thôi là thị trường sẽ hướng về cái vùng giá mục tiêu 1250 rồi. Tuy nhiên, trong giai đoạn này thì nhóm trụ, nhóm cổ phiếu trụ anh chị ha vẫn được dùng để kéo chỉ số như là Vietcom, rồi họ nhà Vin này, đấy, rồi SAB vẫn được dùng để kéo chỉ số. Vì thế, thị trường vẫn có những cái mã cổ phiếu nó đang tích lũy nền khá đẹp. Nên là trong giai đoạn này thì vẫn theo cái chiến lược tập trung vào những cái mã cổ phiếu đang tích lũy nền. Và ngắn hạn thì có thể cơ cấu bớt những cái mã cổ phiếu đã tăng nóng để mà đảo sang những cái mã cổ phiếu tích lũy nền và còn cái dư địa tăng, còn cái kỳ vọng nhiều thì giao dịch nó sẽ hiệu quả hơn anh chị ha. Đối với thị trường ngày hôm nay thì thanh khoản thị trường đạt 21.000 tỷ riêng trên sàn HOSE và tổng ba sàn 23.700 tỷ, thanh khoản thị trường vẫn rất tốt. Đấy, thì trong đoạn này dòng tiền vẫn đang khá mạnh mẽ anh chị ha, dòng tiền tìm đến chứng khoán vẫn đang rất là mạnh mẽ này, một tín hiệu tốt cho thị trường. Tuy nhiên đối với thị trường của chúng ta thì chỉ có vài phiên nữa, chỉ có 20 điểm nữa thôi, 20 điểm nữa là nó đã tìm về cái vùng đỉnh cũ của tháng 9 rồi. Chúng ta thấy vùng đỉnh của tháng 9 là vùng giá 1250 này. Thì thị trường hiện tại đang đóng ở vùng giá 1230, 20 điểm nữa thôi là đã kéo về đến cái vùng giá 1250 rồi. Tuy nhiên khi mà quay trở lại cái đỉnh cũ này thì cái áp lực chốt lời này, cái áp lực tiết cung của vùng này nó rất là lớn. Và đặc biệt là trong khung daily, anh chị thấy là khách sạn vẫn đang mở ra, khả năng sẽ mở ra vài phiên nữa thôi anh chị ha, một hai phiên nữa là sẽ mở ra cái khách sạn rồi. Và khi mở khách sạn như thế này thì nó sẽ bị hút giá về đấy. Thì chúng ta lưu ý cho em trong đoạn này là nên mua vào những phiên rung lắc điều chỉnh, mua vào những cái mã cổ phiếu đang tích lũy nền và có cái kỳ vọng dư địa tăng tốt. Còn những cái mã cổ phiếu nó đã bật tăng mạnh rồi này và nó đang về lại những cái vùng đỉnh cũ rồi ấy,
thì chúng ta cần phải lưu ý hạn chế mua đội ha, hạn chế mua đội, nếu mua thì đợi nó rung lắc điều chỉnh tham gia vào thì chúng ta sẽ mua được ở cái vùng giá đẹp và tối ưu hóa được cái lợi nhuận tốt hơn anh chị ha. Và chúng ta cần lưu ý này, một là vùng khách sạn chuẩn bị mở, xảy ra cái sự mất cân bằng về giá thì nó cần phải tìm về cái vùng cân bằng, nó nghỉ ngơi, sau đó thì nó mới tiếp tục cái đà tăng được. Thị trường hiện tại thì vẫn là trong một cái xu hướng tăng, nhưng mà cần anh chị cần lưu ý là khi nó tiềm cận những cái vùng đỉnh cũ này, đúng không ạ, và đặc biệt là cái áp lực tiết cung nó mạnh ấy, thì nó sẽ có những cái sự rung lắc đấy nhé, rung lắc. Mặc dù có những cái sự rung lắc nhưng mà em đánh giá là nó sẽ không chỉnh sâu, nhưng mà nó sẽ có những cái sự rung lắc điều chỉnh. Vì vậy mình hạn chế cho em cái việc FOMO mua đuổi trong giai đoạn này, khi mà nó vẫn đang có những cái tín hiệu đó là vùng khách sạn sẽ mở ra, rồi nó lại có cái mức độ hưng phấn khá cao trong giai đoạn này nữa anh chị ha. Ok, thì đó là cái nhận định của em Huyền về thị trường, anh chị mình có thể tham khảo để mà chúng ta có thể giao dịch tốt trong những cái phiên sắp tới. Đối với cái video này, em Huyền sẽ phân tích cho anh chị về hai mã cổ phiếu đó là DXG và GEX. Hai mã cổ phiếu này thì nó đều đang cho tín hiệu mua anh chị ha. Ok, anh chị nhìn lên chart đồ thị. Đầu tiên đối với mã cổ phiếu DXG, cổ phiếu nhóm bất động sản đúng không ạ? Giai đoạn vừa rồi anh chị thấy là nó đang tích lũy lại, nó đang có những sự rung lắc điều chỉnh và đặc biệt là nó còn về được những cái vùng hỗ trợ khá cứng trong khung daily. Đấy, thì đối với mã cổ phiếu DXG, điểm đầu tiên anh chị có thể mua là quanh vùng giá 18.3, 18.4. Và đây em có chia sẻ cho anh chị trong cái room mở ha. Đối với điểm mua của DXG thì có những anh chị hỏi trong room mở là DXG mua được ở những cái vùng giá nào, thì em đã chia sẻ cho anh chị trước đó trong room mở rồi. Nếu anh chị mình chưa tham gia vào room mở thì đăng ký ngay theo cái đường link mà em để bên phần khung chat anh chị ha. Trong room mở này thì hỗ trợ hoàn toàn miễn phí này, trực tiếp trong phiên này, và còn có chia sẻ cho anh chị những cái tín hiệu ha để mà anh chị có thể giao dịch cà phê, để mà giao lưu anh chị ha. Thì đối với mã cổ phiếu DXG, nó có điểm mua ở quanh vùng giá 18.3, 18.4. Hiện tại thì nó vẫn đang nằm trên hỗ trợ tên can kỳ dù. Hôm nay thì có những thời điểm nó vượt được cái vùng cản giao găm ở 19 này. Tuy nhiên hiện tại về cuối phiên nó bị đánh xuống, nhưng nó vẫn giữ được những cái vùng hỗ trợ rất cứng trong khung daily, vùng tên can và kijun quanh vùng giá 10, 18.7, 18.8 vẫn là hỗ trợ của DXG. Thì mã cổ phiếu này quanh vùng giá này hoàn toàn anh chị có thể mua anh chị ha, hoàn toàn có thể mua, bởi vì hỗ trợ rất gần, điểm cắt lỗ của mình nó sẽ gần, nó sẽ hạn chế được cái sự rủi ro. Và đặc biệt là đối với mã cổ phiếu này về dư địa tăng, anh chị nhìn trong khung daily nhé, chúng ta test khung daily trước này, thì mã cổ phiếu này đầu tiên trước mắt là nó có thể về lại vùng giá 20, 20.3 là trước mắt. Còn khi mà thị trường chung nó tìm được về cái vùng đỉnh cũ 1250 thì rất nhiều mã cổ phiếu nó cũng sẽ tìm về vùng đỉnh cũ của tháng 9 năm 2023. Vậy thì đối với mã cổ phiếu DXG trước mắt thì nó có thể lên được vùng giá 20, 20.3. Sau đó vượt được cái vùng giá 20.3 này, nó sẽ quay trở lại vùng đỉnh cũ tháng 9 năm 2023, lên lại vùng giá 22. Còn về trong khung tuần và khung tháng, anh chị nhìn lên đồ thị đi anh chị thấy không ạ? Đối với khung tuần này thì dư địa tăng của nó có thể lên đến những cái vùng giá 20, 26.32, 26.3 là. Còn trong khung tháng thì nó có cả ngay vùng giá 236 này, 263 này. Đấy. Thì đối với mã cổ phiếu DXG đó có rất nhiều target. Và hoàn toàn anh chị có thể mua ở cái vùng giá hiện tại để kỳ vọng đây là chân sóng tăng của mã cổ phiếu DXG. Một cái tín hiệu nữa là mã cổ phiếu này nó đang có dòng tiền quay trở lại. Dòng tiền đang quay trở lại đối với mã cổ phiếu này ngày hôm nay anh chị thấy, và ngày hôm trước nữa này, ngày 16 tháng 2 này, thì nó cũng đang có dòng tiền quay trở lại đối với DXG. Và đặc biệt là về cái chỉ báo tâm lý, nhà đầu tư khá chán nản đối với mã cổ phiếu này rồi. Bởi vì nó đã tích lũy khá nhiều phiên. Anh chị, nó đã tích lũy khá nhiều phiên rồi. Nó đang tích lũy trong cái biên độ 10 18.3 đến vùng giá 19.3. Chỉ cần nó break ra 19.3 thì nó sẽ đi lên rất là tốt. Và đặc biệt là tâm lý nhà đầu tư hiện tại đang khá chán nản với mã cổ phiếu này. Và khi mà mua khi chán và bán ra khi hứng phấn thì anh chị sẽ có được cái lợi nhuận khá tốt đây anh chị nha. Nên đối với mã cổ phiếu DXG thì nó đang cho tín hiệu và chúng ta kỳ vọng đây là cái chân sóng tăng của mã cổ phiếu DXG nói riêng và nhóm bất động sản nói chung. Nên đây là một cái mã cổ phiếu mà em Huyền chia sẻ cho anh chị mình có thể tham gia ngay cái vùng giá này, hoặc là có thể đưa vào cái list danh mục theo dõi.
Ok, đối với mã cổ phiếu DG. Tiếp theo đó là mã cổ phiếu GAC. Đối với mã cổ phiếu GAC anh chị ha. GAC nó cũng đang đi khá giống đối với DG là nó cũng có những cái phiên rung lắc điều chỉnh này và nó cũng đang tích lũy lại. Tenkan Gijun đang đi ngang, nó đang tích lũy lại rồi. Đối với mã cổ phiếu GAC anh chị ha. Tuy nhiên ngày hôm nay thì đang có một cái tín hiệu đó, cổ phiếu này nó vượt được cái cản ha, nó có một cái cản ở vùng giá 22.3 này, một cái cản giao găm trong phong daily này, và đây là một cái cản Tenkan quanh trong cái khung tuần luôn anh chị ha. Thì đối với mã cổ phiếu GAC này nó hôm nay khá tích cực khi mà nó vượt được cái vùng giá 22.3. Hiện tại đây nó vẫn đang cho anh chị để mua. Đối với GAC từ vùng giá 20-22 đến 22.5 hoàn toàn anh chị vẫn có thể gom thêm. Rồi mã cổ phiếu GAC này ở trên nó có vùng mây rất là mỏng, ở dưới thì hỗ trợ dày, hỗ trợ từ cái vùng giá 21.6 rồi 21.8 rồi đến cái vùng gần nhất là 22.3 vẫn là hỗ trợ của GAC, nên nó đang có một cái vùng hỗ trợ dày này, và ở trên thì nó có cản là mây rất là mỏng thì nó sẽ rất dễ để xuyên qua, rất dễ để xuyên qua cái vùng mây mỏng này và đi lên. Đối với mã cổ phiếu GAC này thì ngắn hạn nó sẽ có cản đâu, ngắn hạn nó sẽ có cản loanh quanh vùng giá 23.7, 20, 24. Tuy nhiên khi nó vượt được những cái vùng giá 24 này thì anh chị thấy là nó sẽ quay trở lại cũng là vùng đỉnh cũ của tháng 9 năm 2023 là quanh vùng giá 26. Thậm chí nhá, chúng ta nhìn trong khung tuần và khung tháng này thì dư địa tăng còn rất nhiều. Đối với GAC trong khung tháng ấy thì nó có cả ở vùng giá 28.4 đến tận cái vùng giá 30 lận. Còn trong khung tuần thì nó có cả ngay cái vùng giá 30.7 lận. Vậy thì chúng ta thấy là dư địa tăng của mã cổ phiếu GAC này còn rất nhiều, và hiện tại thì đang trong một trạng thái tích lũy và vừa vượt được cái cản giao găm. Bên dưới thì rất nhiều vùng hỗ trợ dày, bên trên là vùng mây mỏng. Vì thế rất dễ để xuyên qua, và đặc biệt là dòng tiền những cái phiên giao dịch gần đây anh chị thấy là tiền đang quay trở lại mua mã cổ phiếu GAC này. Dòng tiền thông minh ấy thì nó sẽ luân phiên dịch chuyển, thì nó không tập trung ở riêng một cái mã cổ phiếu nào anh chị ha. Khi một cái mã cổ phiếu đã đạt được cái lợi nhuận rồi thì dòng tiền sẽ dần rút ra và sẽ đảo sang những cái nhóm ngành cổ phiếu chưa tăng để kiếm được cái lợi nhuận tốt hơn, cũng như là ăn được cái từ cái chân sóng trở đi. Nên đối với những cái mã cổ phiếu như GAC này, DG này, thế mình đánh giá đang là chân sóng và kỳ vọng đây là chân sóng tăng của năm 2024 anh chị nha. Nên đối với mã cổ phiếu GAC và DG theo chỉ báo của Ichimoku thì đang cho tín hiệu mua, nên quý anh chị mình hoàn toàn có thể tham gia được ở những cái vùng giá này, có thể mua ngay. Đó. Và đặc biệt là có được cái kỳ vọng về cái dư địa tăng còn rất nhiều của hai mã cổ phiếu này. Thì trong cái video này em Huyền chia sẻ, phân tích cho anh chị về thị trường chung này và về hai mã cổ phiếu này để mà anh chị mình có thêm cái cơ hội đầu tư anh chị nhé. Rất mong là cái chia sẻ trong video này sẽ phần nào góp ích được cho anh chị trong cái quá trình chúng ta đầu tư chứng khoán. Cảm ơn quý anh chị vì đã theo dõi video. Đừng quên để lại cho em Huyền một nút like, một đăng ký kênh và thả cho em những trái tim màu tím ở phần comment anh chị nhé. Nếu anh chị cần tư vấn hỗ trợ bất kỳ mã cổ phiếu nào nữa, comment bên dưới cái video này em Huyền sẽ hỗ trợ cho anh chị, hoặc tham gia ngay vào cái room mở để mà chúng ta có thể giao lưu, trao đổi trực tiếp trong những cái phiên giao dịch và có thể học hỏi lẫn nhau này, và có thể có được những cái chiến lược giao dịch hiệu quả hơn trong quá trình mà chúng ta đầu tư anh chị nhé. Nếu chưa có người hỗ trợ đồng hành, liên hệ ngay với em mở tài khoản tại công ty chứng khoán VBS. ID của em Huyền là BCUW. Đang có chương trình miễn phí phí giao dịch trong vòng 6 tháng đối với tài khoản mở mới. Và nếu đã có tài khoản tại VBS thì chỉ cần chuyển ID về là được anh chị nha. Chúc quý anh chị mình một buổi chiều vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.